Tên nhà. Tên một cô gái. Mày lấy tao cái đâu chưa đi mà không có khúc vui như vậy. Không phải, lấy nó bằng nhỏ mắt đi, có không thành như đáng tưởng là không làm được thế. Đấy, sạch. Đầu tiên để chương trình bắt đầu xin các thành viên trong ban nhạc một tràng pháo tay tại mục tất cả. Dạ vâng ạ, xin hôm nay chúng em xin trình bày một ca khúc được mang tên là Chỉ Tôi. Chị tôi, chị của chúng tôi. Là chị Quyên. Chị Quyên. Ca khúc là chị Quyên. Xin các bạn hãy lắng nghe. Gớm về luôn. Giả đâu, 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 giả đâu
bài hát thế nào ạ? À? Mẹ là muốn lấy chồng. Quá tởm. Ca sĩ quá tởm. Thế nào ạ? Quên, đây là một kết quả thành công ạ. Bài hát hay mà ca sĩ gớm quá. Lần trước anh Điềm nhóm nhạc debut với hai main vocal là Phineolit là Thảo và Meolit là Lợi. Tuy nhiên là hôm nay chúng em muốn debut một cái nhân tố mới, star, một cái ngôi sao rising star của nhóm nhạc, đó là anh Tống Kim Quang. Xin cảm ơn. Đây là main singer gọi là Taylor riêng cho chị Quyên, bởi vì là anh mọi người cũng biết là anh Quang chị Quyên là có gọi là mối nhân duyên cũng đã lâu, nên là cũng rất là vui là khán giả nó nhận một cách rất là vô cùng nhiệt tình. Thì tiếp theo chương trình thì chắc là chúng em xin lời trên phạm kính mời một nhân vật có trong bài hát vừa rồi, chắc là nghe là sếp già, chắc là một cái ai thì xin mời người ta. Sếp già. Xin mời nhân vật sếp già. Quay sếp già, đây là sếp già. Anh Phương 25 tuổi. Đã mời sếp đi lên đây ạ. Rồi. Bên team Mac em chắc là anh Phương tuy là không làm được mấy 4 năm giống chị Quy. Yeah.
chân tay leader có xin review à. Đây là chiếc áo phông đến từ Mỹ ở của sự kiện NUS. Đây là chiếc quần đùi Usher mà hai bà triệu. Có mở hộp không? Có mở hộp không? Chân tay không? Còn giúp lao nữa. Đôi giúp lao huyền thoại. Nhưng mà hôm nay mình chỉ review cho không mở hộp. Okay. Rồi chị cái. Mày sợ cái gì nữa? Mày che tình cảm rồi tao. Em ơi, nhìn thấy điều gì không?
Không quan tâm tới chuyện cập rập, quan trọng là mình đã làm được những gì. Để có tình cảm đó chị. Đốt mà em còn rất nhiều. Nãy giờ cô đứng ngồi đó luôn mà. Do như mấy biên tập ngồi xuống luôn kìa. Mới nó ngồi chọn. Luôn. Nhưng mà thôi kệ, mình đốt mà phải thể hiện mình là người trong band. Mình không có ý kiến. Mai chân sao mà chỉ cần biểu diễn. Đúng rồi. Quan tâm đến các học đúng trường. Đúng rồi, chính quên mở mắt ra tất cả mọi người chỉ mất quên mở mắt ra tất cả mọi người chỉ mất quên mở mắt ra. Đúng rồi, mình chỉ để lại người thương thôi. Tắt đèn hết rồi còn gì nữa, phát trở lại. Mở cái lạnh đó nha anh em, để Huy với phòng dịch thoải mái. Em nãy là nóng lắm rồi đó. Ông nóng vậy, nó hừng hực quá. Ok, các bạn thôi. Thôi, đừng ngồi lạnh, đừng ngồi lạnh, gió gió hủi. One, two, three. Trời ơi, sao biết chị thích cái gì? Trời ơi, chị thích cái gì mà em biết. Chị cũng thích cây cà lên đúng không? Nói chung là lần đầu tiên cái lần khi tay chị quay một cái ghét thì là đốt nến thì hồi đấy bọn em không nói gì rồi là em biết gì sẽ nghĩ. Không, bạn em rồi. Không, em không nói cho gì. Em nhầm. Tức là lúc đấy bọn em vẫn nhớ. Thế nên là bây giờ bọn em biết là chị quên thích đến nên hôm nay thế này chị quên bọn em sẽ làm đúng cái concept hôm đấy. Chị quên đã nhớ ra đúng không? Thì bây giờ sẽ đi một vòng trong team, mỗi người nói một lời chúc đến chị quên. Thì mình sẽ đi bắt đầu từ các. Đúng rồi, chị kia đồng hồ. Chị kia đồng hồ. Đúng rồi. Quân thì quay ngược, chị kia đồng hồ đi đi. Đi chế, đi chế. Ê, em hỏi, ta đi ăn. Em bớm tay chị ơi. Luôn thành công với những quyết định của mình trên con đường phía trước. Và dù có đi đâu là chị nữa thì em cũng luôn cùng hồ chị đi. Chết quanh. Tưởng sao lại đi, đi đi qua luôn chứ. Không nghe. Đi qua đi, đi, đi. Chừng nhường chỗ cho người ta chứ. Rồi đi chị ơi, đi chuyển ngay thằng Nguyên Tuyên. Đứng dậy rồi. Nguyên, đốt cái máy tính. Giờ vẫn còn là bảo là sao quá. Chẳng em cứ làm những điều khác biệt. Đúng không? Rồi đứng sẵn rồi, xếp hàng nè. Rồi đi qua đây, đi qua, anh đi qua luôn, anh đi qua luôn. Xếp hàng coi như là em đang tuyển đồng đó. Ủa nhà khó vậy? Em đang chưa chút, em đang chút mà, đi luôn nha. Chúc đau gà anh. Quay lại có con hả? Bảo là có con thì thôi thì không
công việc luôn luôn thành công. Con đường thành công thì em biết biết sao rồi, cố gắng thực hiện theo. Và cô sử dụng cái máy bút nha. Sớm tìm được anh chân dài mà. Thế cái đó có vẻ nhu cầu cao của Nguyên. Cái gì sao nhu cầu cao? Nguyên ơi, may mắn em đi chúc chị luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe. Cái tim nghe sướng thế rồi, cái tim nghe. Mới chúc chị. Động. Quen rồi, tức tất Nguyên. Mới mà chị Nguyên vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh, hiểu là sau này đây nè, chúc chúc đi đi đi. Em chúc chị Nguyên với lại chồng chị Nguyên đang ôm đầu quạt trời ơi cảm ơn vậy. Em chúc chị Nguyên sớm ngày thành người nhỉ, đấy là để ba cả team đi ăn chơi. Ok, cũng hay, cũng hay. Cái này hay nè, cái này hay nè. Quen là quen, yêu đời, may mắn. Sao lại quen? Quen thấy được mấy? Quen thôi, quen luôn. Gái thành công, có chồng. Chồng. Ngang ngang ngủ quá. Xúc tích được rồi. Cho chồng tìm được cái Quyên đam mê ha. Dạ, chân lý. Chân ái. Anh biết mà em đừng nói nữa. Anh chúc em năm mới lộn. Nhà thì mấy người hay cho CS kiểu nào á? Để video up lên một cái hoặc là sắp tập cho con. Ok, anh chúc em con đường mới nó sẽ bớt chông gai hơn và có nhiều bàn tay nó nâng đỡ. Ok, cảm ơn. Cảm ơn mày. Cố thương anh người em chúc chị Quyên. Tăng công ty mới mà người thương chị Quyên bằng bọn em hoặc hơn. Rất là rất thương. Bởi bọn em rất thương rồi. Và hy vọng chị quên gặp một người như Quang thôi.